Ngày 18 tháng 11, tại Nhà văn hóa Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra mắt Quỹ an sinh xã hội thành phố Hồ Chí Minh. Hoạt động nằm trong khuôn khổ Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thành phố Hồ Chí Minh năm 2023. Tại chương trình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã ra mắt Quỹ an sinh xã hội thành phố Hồ Chí Minh. Quỹ ra đời với sứ mệnh tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc triển khai các chương trình an sinh xã hội trên trang web của quỹ, các nền tảng mạng xã hội nhằm kêu gọi sự tham gia đóng góp, ủng hộ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân. Việc hỗ trợ được thực hiện công khai, minh bạch và cụ thể đối tượng. Đây được xem là một điểm mới, nổi bật và phát huy tính hiệu quả, sáng tạo trong triển khai thực hiện công tác an sinh xã hội trong thời gian tới. Tại chương trình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cũng trao sổ tiết kiệm cho 200 em học sinh mồ côi do dịch bệnh COVID-19 hoàn cảnh khó khăn, 10 triệu đồng một sổ, trao 300 phần quà cho đoàn viên, hội viên và hộ dân khó khăn.